Hi there, xin chào. Oh, that's about Sunday, but we will do the lesson of Saturday because I'm late. I'm sorry. Anyway, well, let's do it. Now, listen carefully and repeat after me. NBC Nightly News with Lester Holt. And Lester Holt a day. Okay, today is Friday, December 10th, okay? All right. 2021. Bam. Let's go. Go get it. Okay, cái này là về economy hay là kinh tế. Historic inflation surge. Okay, surge. Đấy, bạn hỏi là inflation. Inflation là gì? Ok. Inflation, như mình đã giải thích ấy. Inflation có nghĩa là nói về vấn đề kinh tế đấy. Có nghĩa là ở trên thị trường hiện tại thì thực ra là giá của một thứ đấy thì cao hơn cái giá trị thực của nó. Ví dụ như một mớ rau đúng giá của nó chỉ có 5.000 thôi. Nhưng mà khi mà nền kinh tế đấy lâm vào tình cảnh gọi là inflation đấy thì nó có thể lên 10.000 chẳng hạn, thì đó là ý nghĩa của inflation. Thì, ok. Như vậy là inflation không tốt chút nào. Xác định như vậy. Thì nước Mỹ đang trải qua một cái gọi là historic inflation. Cái inflation trong lịch sử tăng cao lịch sử luôn. Surge. Nhiều lần mình nói là surge có nghĩa là big increase, nhưng mà trong một thời gian ngắn đấy, in short time thì gọi là surge. Thì chúng ta có historic inflation surge. Và đây là chính là được đưa ra bởi một government report, báo cáo của chính phủ US nha. US government report. Ok. Now, you read historic inflation surge government report. Alright, let's go. Go get it. Okay, today, hôm nay là Miss chị Miss Đấy, Miss là chị Kristen Welker. Đấy, Kristen Welker sẽ cover cái này. Cover this. Okay, NBC Chief White House Correspondent. Đấy, chị là đó, đây là cái chức danh của chị, job của chị. White House vậy là phải cover về Biden này. Chuyên report về nơi Biden sống, đó là White House đây, cái này đây. Ok, you read nhé. Kristen Welker, NBC News Chief White House Correspondent. The White House. Đây, White House đây. Ok. À, rồi, đó đây, đây chính là inflation. Cái này là phần trăm này, tăng lên nha. Đó, percent này. Cái này là year, năm. Year này. Cái này là year nhé. Ok. Thì đây là 2020, là năm ngoái đúng không? Last year đúng không? Và đoạn này là chúng ta đang ở đây, là 2021. Yeah, 2020 đúng không? Yeah. Thì bạn nhìn mà xem. Từ năm 1970 này cho đến năm nay này, thì trong lịch sử có những năm 1980, 82 đó, là lạm phát tăng kinh khủng luôn, chắc là cao nhất nước Mỹ từ thời lập quốc đến giờ đấy, 14% đỉnh điểm nhất. Cho đến năm 1992, 10 năm sau đó lạm phát lại cao tiếp 6%, và tiếp tục đến năm 2008. Đó, khoảng khoảng 2008 đấy, 2008 đấy, thì lạm phát inflation lại tăng lên. Và đến năm nay ạ, 2021 thì inflation bạn ơi, cao hơn cả cái này, cao hơn cả cái này. Nó chỉ thua năm này thôi, có nghĩa là Lester nói là 40 year bạn ạ. Ở trong này bạn. Yeah, ok đúng không? Cao nhất trong lịch sử 40 năm qua. 40 years, ok. Thế
2021 là một cái năm có cái inflation cao lịch sử. Ok, thế đó chính là lý do mà cái tiêu đề đấy, gọi là historic, tức là lâu lắm mới gặp lại thì gọi là lịch sử. Ok, anyway. Ok, yeah, going to jail. No, I'm sorry, xin lỗi. Look, listen, yeah. Exorcist on symptoms at the rain for a year. Then Biden off already slammed by soaring prices, now getting hit even harder. New numbers showing inflation surging to its fastest pace in nearly 40 years, up 6.8% from a year ago. Đó, chị nói là up 6.8% from a year ago. Tức là so với năm ngoái đấy thì tăng 6.8%. Yeah, bam. Over last, I think it's telling my kids that they can't do things that they want to do. Prices rising across. Okay, are you ready? Should be now. The board, including gas prices, up 58% over last year. Guys, gas prices up 58%. Okay, này là. Gas price up 58% from last year. Tiếp tục này. Beef up 21% and used cars up 31%. Right. Fuel oil up 59%. Beef up 20%. 21%. Yeah. Used car up 31%. Yeah. Wow. Okay. Thì nó hỏi là tại sao fuel oil lại để cái nhà đấy? À, ở Mỹ đấy, người ta mùa đông đấy, người ta sẽ dùng cái hệ thống làm sưởi chạy bằng như gọi là khi chạy bằng chất đốt đấy, thì người ta sẽ dùng cái fuel oil để làm nóng cái ngôi nhà của họ. Đó chính là lý do mà họ sử dụng hình ảnh một căn nhà để cho fuel oil, tức là dân Mỹ sử dụng rất nhiều fuel oil để sưởi ấm vào mùa đông ấy. And beef thì bạn biết rồi, đây chủ beef steak, thịt bò bạn nhé. Used car là xe đã qua sử dụng. Ok, nhớ nhé. Used car. Ok. Nào, you read nè. Gas up 58%. Fuel oil up 59%. Beef up 21%. Ồ, tại sao mình nói 21 thì giờ làm tròn đấy. 20.9 thì làm tròn lên. Ok. Round up lên. Round up làm tròn. Ok. 31% used car up 31%. Okay. Good. Right. Đây, đây chính là cái câu mà mình vừa nói đó. Lịch sử 40 year high luôn. Nào. Everybody read nhé. US inflation surges to nearly 40 year high. Okay. Rồi có một cái anh này. Anh ấy tên là Dean King. Đó, thì anh Dean King anh ấy nói là thế này, để xem Dean King nói gì nhá. Stephanie Ghost đó phỏng vấn Dean King, không cái gì Steph Welker cái gì Welker nhỉ, Stephanie không phải, Kristen Welker thì phỏng vấn Dean King đó, để xem mình nói gì nhá. 31%, all of it during the holidays. Dion King says his family has cut out restaurants and vacations and will celebrate. Okay, Dion King said his family has cut out restaurant. Nghĩa là gia đình từ giờ sẽ không đi nhà hàng ăn nữa bởi vì đắt đấy, tự mua đồ về nấu ấy. Đấy. His family has cut out restaurant, không đi nhà hàng nữa nhá. Tiếp tục. Vacation. Đó, không đi nghỉ nữa bởi vì không có tiền, cái gì cũng tăng cao quá. Đó. Tiếp này, cái này là quan trọng nhất này, khổ nhất này. Christmas without gifts this year because they cannot afford them. Đó. And celebrate without, và sẽ ăn mừng cái lễ Giáng sinh đấy. Cái gì? Celebrate Christmas this year.
this year đâu nhỉ? À đây, and celebrate with our gift this year. No. Dion King says his family has cut out restaurants and vacations and will celebrate Christmas without gifts this year. Ah, celebrate Christmas. Đó, sẽ tổ chức đón Giáng sinh nhưng mà không có quà quà là năm nay là quà cho các cái con của anh ấy đấy, em bé này, em lớn này và mẹ này, em lớn hơn này, đó thì rất là tội nghiệp ạ. Thì đó là thực trạng. Bạn bây giờ bạn biết inflation nó là như thế nào chưa? Tất cả tăng qua quá và người ta không có những người không đủ khả năng để chi trả cho những việc mà họ thường làm ấy. Anyway, you read nhé. Okay, Dean King said. Rồi. His family, đây. Lên đây. Has cut out restaurant. Vacations. Đó, mình nhìn thấy gia đình đi nghỉ này. Đó. Ở đâu đây nhỉ? Whitefish. Capu, chẳng biết là đâu nữa. Hình đây là con khỉ này. Tiếp này. And celebrate Christmas without gift this year. Trời ơi, đây năm ngoái bạn nhé. Năm ngoái này, anh mua tặng con trai mấy cái đồ mũ đầu bếp này rồi tập dề này. Anyway. Ôi, bay đừng. Có vẻ là ông mình nói gì nhỉ? Because they cannot afford them. The prices has gone up dramatically. At Louis tonight, the Senate's top, but with gas. It matters to people when you're paying more for gas, although in some states we've got the price down below $3 a gallon. But the point is, it's not gone down quickly enough. But I think it will. And Chris and the But the point is, nhưng mà vấn đề là ông nói là but the point is. Mặc dù là như vậy đấy, mặc dù là ok tất cả những cái chuyện này đấy. But the point is, nhưng mà vấn đề là it's not going down quickly enough. Nó không giảm là nhanh, nó sẽ không giảm nhanh đến thế đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ ok, thì cậu nghĩ thế này. Đây là sự thực nhá. Đây là sự thực đang diễn ra này. Cái là nó sẽ không giảm nhanh. Cái là lạm phát, inflation này nó sẽ không giảm nhanh. Ok. Và đây là giả thiết theory ấy. Mà khi Biden dùng cái từ but I think it will, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ thôi, như là think này xong rồi will nữa, có nghĩa là sự chắc chắn của ông ấy là không cao bạn ạ, giống như chẳng có gì chắc chắn cả ấy. Khổ đấy, nên là nếu ai có ý định muốn làm tổng thống đấy thì hãy xác định là một nhà kinh tế thật là tài ba nhé, để giúp đất nước ấy đỡ khổ. Anyway. Ok, mặc dù bạn có thể nói hay nhưng mà anyway, bạn phải có một chút khả năng gì đó. Và những việc bạn không thể làm nhưng mà bạn có thể tìm được người mà có thể làm thay bạn chẳng hạn. Anyway, Ok, you read. Ok, it's not going down quickly enough, right? But I think it will. Ok, anyway. Right. Ok, mình đã trở lại vấn đề của toàn thế giới bây giờ, nhưng mà đặc biệt nghiêm trọng ở Mỹ bạn nhé. Đó, COVID crisis, nó khủng hoảng COVID. Today, the Omicron variant has been found in at least 25 states, and update as since cascades across the percent, the grim. Bạn nghe thấy giọng của ai nữa? Đố các bạn biết giọng của anh nào đây? Milestone 800. Giọng của ai đây ạ? Miguel, Miguel. Rất là thích nghe giọng nói của anh này. Thousand American deaths. Whoa. Coming days, our nation will top 50 million cases, and as hospitalizations soar a staggering 40%, the Ok. Hospitalization. Wow, từ này dài nhỉ. Hospitalization.
hospitalization, soaring, staggering. So, ui, từ này tôi có viết mà. So, đi đâu rồi nhỉ? Staggering. 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 Famous milestone, 800,000 American death. Coming days, our nation will top 50 million cases, and as hospitalizations soar a staggering 40%. Okay. And soar staggering 40%. Okay, bạn lại thấy từ soar. Đó. Từ soar ở đây có nghĩa là up, up nhưng mà up nhanh kinh khủng đấy. Go up. Big up, một cái gọi là tăng lên rất nhanh, gọi là soar. Okay. Stalking. Stalking có là giống như kiểu là, đó là stalking là một cách diễn tả tiêu cực đấy, một cách giống như là kinh ngạc, giống như là không thể lường được đấy. Kiểu như vậy. Kind of, you know. Soaring, stalking 40%. It's crazy. Chẳng vui chỗ nào đâu bạn ạ. Bạn nhìn này. Đây là một cái hình ảnh trong cái phòng. Phòng này khả năng là phòng ICU bạn ạ. Oh my god. Bạn tin lần trước mình đã nói rồi đấy. Chẳng vui chỗ nào cả. Mấy ông cha xứ đấy đi đến từng cửa phòng để vĩnh biệt những nạn nhân bằng một cái nghi lễ. Nghi lễ gì nhỉ? Quên mất rồi. My god. Anyway, thôi bạn đọc nhé. À đây, đây mình viết lên trên này còn gì nữa. Staggering nè. Ok. Nào, you read nhé. Hospitalization. Nào, cái này đọc hơi khó nhưng mà từ từ đọc. Hospitalization. Ok, hospitalization. Hospitalization. Ok. Soar. Staggering. 40%. Ok, good. That's it. Tiếp này. Tôi sẽ anh nói gì tiếp. Come on. The grimmest milestone, 800,000 American deaths, is now near. Ok, bạn nói, anh ấy nói nhé, là 800,000 American death is now near. Trong khi con số là 98,742. Nhưng mà anh ấy lại nói một cách khác ấy. Nhưng mà cũng khá giống ấy. Anh nói là 800,000 có nghĩa là một cái số lớn hơn số này đúng không? Nhưng mà gần sát sát đấy. American death is now near. Yeah. Có nghĩa là ông ấy nói là 800,000 American death bây giờ đã gần lắm rồi. Now near tức là nó sẽ đạt đến thôi. Đúng rồi. Nó thật là cứ cái tốc độ mà 1,100,000 American death thì cũng không lâu lắm đâu. Oh, anyway, thì bạn còn nhớ một cái memorial ở nước Mỹ đấy. Là cái này đó, mình đã từng nói trong một bản tin đấy. Thì người ta mỗi cái lá cờ nhỏ này là tượng trưng cho một người bị qua đời đấy, bị Covid đấy. Thì những cái lá cờ này sẽ tiếp tục tăng lên đấy bạn ạ. Và 800,000 American death is now near. Ok, hay nhỉ. Ý mình là giọng anh ấy hay đấy, nhưng mà cái việc này chẳng hay chút nào cả. Anyway, cái cách nói này rất là diễn tả, rất là cái cách truyền đạt này rất là sâu sắc ấy. Yeah. Ok. You read nhé. 800,000 American death is now near. Wow, giống hết luôn. Ok. Ok. Ok, xem nói gì nhé. Tonight, one of the greatest threats is in New Hampshire. The state upwards of 20. Entering a time of uncertainty about the 43 cases in 25 states. Anh nói là 43 cases. Đó, xác định cái bản, xin lỗi, cái Omicron cases. À, những ca mà nhiễm cái biến chủng Omicron này, Omicron variant này. Đây. Omicron variant cases là 43, là 43 người nhé. Và ở tại 25 states, là
25 bang, 25 state, màu đỏ ấy, in red one ấy. Ok, you read nhé. States with confirmed Omicron variant cases, 43 in 25 states. Ok, thì mình có thể đọc là in 25 states with confirmed Omicron variant cases, 43. Bạn có thể là for confirm with 43 là vào đây. Xin lỗi. Ok, 43 mình sẽ đặt vào đây. Lại nhé. In 25 state with 43 confirmed Omicron variant cases. Oh, ok, hợp lý hơn đúng không? Ok, so theo báo cáo này, để xem anh nói gì nhé. Most of those with confirmed infections are young. Ok, most of those with confirmed infection are young. Mỗi, tức là hầu hết những cái người đấy, those là thay thế cho những cái người đó đấy, thì those là ám chỉ là confirmed Omicron variant cases. Đó. With confirmed infection are young. Young có nghĩa là trẻ tuổi đấy, có nghĩa là khoảng 30 trở xuống. Yeah, ok. 30 years old trở xuống. Rồi, tiếp là gì nữa? Nearly 80% were fully vaccinated, some with boosters. Rồi, không cần nói là trong số đó nhé, nearly 80% were fully vaccinated. 80% trong cái số bị nhiễm đó là fully vaccinated, là đã có 2 mũi vaccine rồi. 2 doses of vaccine rồi nhé. Some, một vài số đó, còn with booster, còn có mũi tăng cường nữa. Nghĩa là third dose, mũi thứ 3. Ok, đó, nguy hiểm nhé bạn nhé. Nào, you read nhé. Đâu nhỉ, để đoạn đoạn, ok, you read nhé. Ok, are you ready? In 25 states with 43 confirmed Omicron variant cases. Okay. Most of those with confirmed infections are young. Nearly 80% were fully vaccinated, some with boosters. Okay, tiếp nhé. And with no deaths, among the most promising sign, symptoms were commonly reported as cough, fatigue, congestion, or a runny nose. Đó, nó là no death. Chưa có ai bị chết cả nhé. No death, ok. Và triệu chứng thường thấy là cái symptom đấy. Symptom là triệu chứng này. Để mà symptom ở đây nhé. Symptom là triệu chứng, symptoms. Let me know. Sign, symptoms were commonly reported as cough. Okay, cough. Fatigue. Fatigue. Congestion. 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 You read, yeah? Congestion. Or runny nose. Or runny nose. Or runny nose. Okay. Cold, ho đúng không? Fatigue. Ui, fatigue, nghẹt mũi. Congestion, mệt mỏi. Or runny nose, chảy nước miếng. À quên, chảy nước mũi, xin lỗi. Ok. Right, đó. Đó tức là tất cả những cái symptom, là triệu chứng. Right, let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe CDC Director, giám đốc CDC nói gì nhé. Dr. Rochelle Walensky, Rachel Walensky. Do what we know works against this virus. Okay. Do what we know works against this virus. Okay. Mình nói là do đâu chỗ nào nhỉ? À đây. Do đây nhá. Do what we know works against this virus. Vaccines work. Vaccine works. Đây. Vaccine works. Boosting works. Booster works. Testing works.
Testing works. Masking works. Masking works. Physical distancing works. Physical distancing works. Washing our hands work. And washing our hand works. Proper ventilation works. Tonight. And proper ventilation works. Rồi có nghĩa là do what we know works. Hãy làm những gì chúng ta biết là có hiệu quả. Works ở đây là có hiệu quả tốt, hiệu quả tích cực ấy. Against this virus, để chống lại cái virus này là COVID-19 đúng không? Đây bạn nói là vaccine work, tức là vaccine sẽ có tác dụng. Booster sẽ có tác dụng. Testing là xét nghiệm sẽ có tác dụng. Masking, đeo khẩu trang sẽ có tác dụng. Đấy, works đây. Physical distancing là giữ khoảng cách. Ok, giữ khoảng cách người với người đấy sẽ có tác dụng. Work này. Washing our hands work. Hãy rửa tay. Tất nhiên rửa tay bằng xà phòng rồi, hoặc nước sát khuẩn đấy. Works. And proper ventilation work. Và ventilation đó chính là như kiểu là ventilation như kiểu là thông thoáng không khí đấy. Làm cho những cái không khí mà nó được thông thoáng ấy, để cho nó tránh nhiễm khuẩn chéo ở trong một cái bầu không khí khép kín ấy. Đó thì gọi là ventilation work. Đó. Ok, now you read nhá. Please listen carefully and repeat after me. Do what we know works against this virus. Vaccines works. Boosters works. Testing works. Masking works. Physical distancing works. Washing our hands works. Proper ventilation works. Okay? That's it. Và bạn cũng nên làm như vậy. Yeah. Rồi chúng ta sẽ đến Mexico bạn ơi. In Mexico này. Rồi xảy ra một cái vụ tai nạn, gọi là accident, một vụ tai nạn accident, ok, của một chiếc semi truck, một cái xe kéo thùng container đấy, semi truck đây, nó đây. It happened in a sharp curve. Nó xảy ra ở một khúc cua gấp đấy, and flipped over, và nó bị lật, flip over đấy, bị lật đấy. Thì nó là migrant truck. Migrant truck có nghĩa là cái xe tải này chở những người nhập cư ấy. Crash, gặp tai nạn. Kill là đã giết hại. At least là ít nhất 55 people. Ít nhất bây giờ xác nhận là 55 people. Bây giờ, nhưng mà có thể là sẽ tăng lên. Bởi vì có thể chữa những người không qua khỏi ấy, họ sẽ bị thiệt mạng. Yeah, có thể là sau đó. Và more than hundreds injured, có nghĩa là more than 100 people đấy, injured là hơn 100 người bị thương. Ôi, nghĩa là họ nhét kín, gọi là ôi. Có nghĩa là không thừa một lỗ nào ở trong cái thùng này đấy. Ôi, xe chở quá tải. Xong rồi chạy tốc độ cao. Xong đến cái sharp curve này, đến cua gấp này, không giảm tốc độ nữa. My God. Thôi, bạn đọc nhé. In Mexico, a migrant truck crash killed at least 55 people. People. Bây giờ không biết ra đấy nhưng mà phải hiểu là people đấy. Đó. It happened on a sharp curve. It flipped over a semi truck. More than 100 people injured. Alright. I'm sorry. Rồi tiếp tục nhé. Đây chính là cái gọi là horrific scenes, là cái tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Đây horrific scene đây này bạn. Cả cái này gọi là horrific scene đấy. Nói chung nhìn vào cái này đấy, ai cũng sợ hãi cả đấy. Thì gọi là horrific scene. Ok. Không dịch tiếng Việt cái câu này luôn. Bởi vì yeah, bạn tưởng tượng nói tiếng Anh mà phải dịch tiếng Việt đấy, nó rất là khó đấy. Cho nên là
Nếu các bạn có cái tư tưởng đấy, lúc nào mình cũng phải dịch một từ tiếng Anh ra tiếng Việt đấy, thì hãy dừng lại. Ok, thay vì dịch bằng tiếng Việt đấy, bạn hãy liên tưởng đến một hình ảnh nào đó. Ok, ví dụ mình luôn luôn nói như vậy đấy. Ví dụ mình nói là xe máy chắc là gì đấy, xe máy chắc đấy. Ok, mình nói là sharp curve đây, sharp curve đây, con đường này sharp curve chính là cái này, sharp curve. Ví dụ đang đi như này chẳng hạn, sharp curve một phát ngoẹo trái luôn, thì yeah, nó sẽ khá hơn đúng không? It's better. Ok, cool. Đây là chính là người chết này. Death. Injured là anh này. Ok. Ui, cái xe này không còn cái gì được bạn. Thì có một làn sóng nhập cư bạn vẫn tiếp tục tiến về biên giới nước Mỹ bạn nhé. Bạn nhìn thấy không? Làn sóng từ Mexico đi thẳng, đi xuyên qua Mexico luôn. Đi đến Mexico. Nhưng mà họ sẽ phải dừng lại ở biên giới nước Mỹ bởi vì Biden đấy đã restarting remain in Mexico. Đây là một cái chính sách đấy. Policy à, mình đã giải thích rồi ở bản tin lần trước. Cái này thường thường để Trump, from Trump error. So, ok. Thì họ sẽ không được thuận lợi giống như họ nghĩ đâu ạ. Ok, thì bạn nhìn thấy không? Phụ nữ này, bà mẹ này, trẻ em này, thanh niên này, gia đình này, family này. My gosh. Thôi, tiếp nhé. Hôm nay ở Mỹ xảy ra một vụ ở trên máy bay bạn ạ. Thì một cái người đàn ông tên là Ariel Pennington. Ôi, như kiểu bụt giặt nhỉ. Ariel Pennington, 35 years old, arrested after allegedly assault a flight attendant. Chắc là người đàn ông 35 tuổi này là Ariel Pennington. Anh đã bị bắt đấy. Sau khi anh ấy he allegedly assault, anh ấy hành hung một cách thô bạo đấy một cái flight attendant, là người phục vụ ở trên một chuyến bay. Flight attendant. Ok. Ok, so khi một việc gì đó xảy ra đấy, một ví dụ như bạn là ông này đánh ông kia, hoặc là ông kia bị thương ngay, bạn này cãi nhau, thì mình khuyên các bạn đấy không nên phán xét vội. Không được như thế, không được, tại sao? Thực ra ở trong cái câu chuyện này có rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Tôi nói với bạn, rất nhiều tình huống có thể ra dẫn đến sự việc như vậy đấy. Cho nên là đừng có phán xét vội. Sau khi chúng ta đã biết được đầy đủ thông tin về nó. Mình rất là không thích trên mấy cái mạng xã hội rất là, hoặc là những cái bài báo hoặc những cái mẩu tin ở Việt Nam ấy. Họ đăng một bài tin, họ đăng mỗi cái tựa đề xong rồi chuyện gì đã xảy ra chấm hết. Họ chẳng có cái giải thích hay là cái điều tra gì cả. Okay. Vậy là họ tự nhiên đưa người đọc về một cái gọi là cái nhìn tiêu cực về về một cái sự việc đấy mà không biết nguyên nhân, nguồn gốc nó cụ thể như nào. Hoặc là gì đâu. Thế là ví dụ như có chuyện là ví dụ ông A đánh bà B là ông A không tốt rồi, tại sao đánh bà B đúng không? Ok. Đó là vấn đề của các nhà báo ở Việt Nam ạ. Thật là kinh khủng. Mình ước gì ấy, một ngày nào đó đấy, nếu mình có khả năng và thẩm quyền được cho phép, mình sẽ mời những anh chị tốt nhất ở New York Times về mở một tòa soạn ở Việt Nam. Yeah. Thành lập một bài báo số 1 Việt Nam, chuyên về investigation, chuyên về điều tra, rồi phóng sự, rồi lifestyle, rồi hay lắm bạn ơi. Anyway, thôi tiếp tục nhé. Đó là giấc mơ. Không mơ, mà thật đấy. One day thôi. Now, you read nha. Ariel Pennington, 35 years old, arrested after he allegedly assaulted a flight attendant. Ok, đây chính là cái vụ đó. Đây ạ, trên cái máy bay này, nó là nó đang bay bạn nhá. Thì trời ơi. New inside in several Mexican incidents. The FBI says two air marshals broke their cover to the
Okay, the FBI said, đó, FBI nói rằng, two air marshal, đó, hai cái nhân viên an ninh hàng không, two air marshal. Okay, thì hôm nay chúng ta thấy là marshal. Okay, thì thực ra marshal ở đây nó cũng giống như police vậy, giống như cảnh sát đấy. Marshal, cảnh sát là như nhau nhưng mà cái cách gọi khác nhau đấy. Không hiểu tại sao khác nhau nữa. Okay, ngày nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao khác nhau. Okay, but two air marshal. Bạn biết vấn đề gì ở đây không? Trời ơi, Meso phải có số S ở đây chứ, số nhiều mà. Ok, two air marshal broke their cover. Thì bạn hỏi, broke their cover. Ok, broke their cover. Ok, broke their cover là một cách nói bạn nhé. Cover là như kiểu là cảnh sát chìm đấy, họ mặc thường phục ấy. Thì gọi là cover, undercover là gì, cái gì phải gọi là cảnh sát đó, cảnh sát ngầm undercover. Thì đây là cảnh sát nhưng mà họ không mặc đồng phục đúng không, họ mặc thường phục này. Broke their cover có nghĩa là họ lộ diện, họ lộ diện từ cái cover của họ, tức là lộ diện tức là hành động luôn đó. Broke their cover là hành động đấy, action đấy. Thì tiếp này, detained an unruly passenger after he allegedly assaulted a flight attendant, then one of the air marshals who handcuffed him. Then one of the air marshal, thì và sau đó một trong hai cảnh sát ấy đã handcuff him, đã còng tay anh đấy lại. Thực ra handcuff là như lấy cái này là dây chói này, đây là dây chói bạn nhé, cũng có thể gọi là handcuff được. Him ở đây chính là ông gì, Ariel Pennington ấy, cái người mà đã hành hung flight attendant này. Thì ok, đó là câu chuyện. Ok, you read nhé. Two air marshals broke their covers. One of the air marshal who handcuffed him. Ok, đó. Đây. Flight divert after alleged mid-air assault. Ok, đó chính là cái vụ ngày hôm nay đấy. Listen, now you read nhé. Flight diverted after alleged mid-air assault. Ok, mid-air là đang ở giữa lưng chừng trời luôn đấy, đang bay đấy. Ok, divert có nghĩa là chuyển hướng, nghĩa là giống như tạm dừng đấy, tạm hủy đấy, phải hạ cánh khẩn cấp đấy, diverted. Ồ, vụ này phạt nặng lắm đấy bạn ạ. Ok. Và theo như luật Mỹ thì như thế này bạn nhé. Dangerous, the attorney checked, but when they're undercover, it meant to distract. Interfering with the flight crew can bring up. Ok, interfering with the flight crew. Đó là như kiểu là làm cản trở đấy. Hoặc là như kiểu là gây lộn đấy. Đó. Gây lộn với flight crew là với lại nhân viên ở trên chuyến bay đấy. Can bring up to thì có thể dẫn đến 22 years in prison, 20 năm tù mà. Can bring up to là có thể có kết cục ấy. Can bring up to 20 years in prison. To 20 years in prison and fines of up to $250,000. Okay, and fine up to $250,000. Okay. Thì bác ấy đọc là thực ra cái này là $250,000 nhưng mà là $250,000. Là một cách nói bạn nhé. A quarter million dollars, nó một phần tư triệu đô, nó $250,000 là một cách khác, một cách nói khác của $250,000. Ủa tại sao này, tại sao lại thế? Ôi, mấy ông học toán dốt đấy là không biết cái này đâu. Mày học toán phải giỏi cơ, you know me, đó, you know, okay. Cố lên nhé. Học tiếng Anh cũng phải biết toán nữa. Ok, I know, okay. Anyway, you read nhé. Interfering with flight crew can bring up to 20 years in prison and fines up to $250,000. Okay.
Đó, nghe bạn thấy không? Đây là United. Thì mấy cái anh emotion này thì thuộc là Transportation Security Administration. Đó thì là như là an ninh vận tải hành khách ấy, an ninh vận tải ấy của Mỹ ấy, Cục An ninh vận tải. US Transportation Security Administration. Okay. Federal Air Marshal. Liên bang an ninh hàng không liên bang. Wow, that's cool. Federal Air Marshal. Ui, có một ngày nào đó không biết có ai trong chúng ta sẽ được làm Federal Air Marshal ở Mỹ. Maybe có thể nha, cố lên nhé. Họ tuyển đấy. They hiring. Thì bạn nhìn này, ghê chưa? Bạn biết gì không? Nghe nhé, nghe Tom Costello nói gì nhé. Tatted tonight. Chết chết rồi. This and these are TSA Chief Admiral David Pekoski. When should an air marshal get him? Air marshals who train a mock. And air marshals are teaching flight attendants self-defense tactics. Okay, and air marshals are teaching mấy cái ông mà air marshal này, này còn dạy mấy cái anh chị flight attendant đấy. Self defense tactic, những cái chiến thuật tự vệ ấy. Ui trời ơi, trôi cù sỏ vào mặt ông này luôn á. Trời ơi, đang trên là đi chuyến bay các bạn phải cẩn thận nhá. Mấy ông mà mấy anh chị flight attendant ở Mỹ đấy là đánh nhau được đấy, tự vệ ấy. Bởi vì họ được air marshal dạy. Trời ơi, nguy hiểm thế. Rồi lần sau bay đến Mỹ sẽ không gây sự với mấy ông flight attendant ở Mỹ. Bởi vì ông sẽ bị đánh ấy. Ok, you read nhé. Air marshals are teaching flight attendants self-defense tactics. Ok, nhớ self-defense tactics này là chiến thuật tự vệ chứ không phải là lúc nào cũng dùng đấm đá ra đâu, hiểu không? Kỹ năng đấy. Self-defense tactics. Ui. Nhưng mà hỏi là thế tại sao thế trường hợp này là có chuyện gì đã xảy ra mà mấy anh này phải sai tay, tức là khi cảm thấy mà mối đe dọa quá lớn ấy mà nằm ngoài cái tầm kiểm soát thì họ sẽ ra tay bạn. Đó là vấn đề. Ok. Và đương nhiên không phải chuyến bay nào cũng có air marshal bạn nhé. Đôi khi họ thiếu người đấy, không đi được ấy. Nên là sẽ mấy anh chị flight attendant cũng gặp rắc rối đấy. Ok. So, hôm nay vẫn một cái series cũ của chúng ta là Rescuing the Rainforest. Yeah, Rescuing the Rainforest. Nào, series này bọn còn nhớ không nhỉ? Cứu nhà, hãy cứu những cánh rừng mưa nhiệt đới đấy. Wow, nghe rất là ngọt ngào đúng không? Thì quốc gia của chúng ta hôm nay sẽ là Indonesia. Đó, country Indonesia. Ok, now you read nhé. Rescuing the Rainforest. Indonesia. Một quốc gia rất đẹp bạn nhé. Indonesia đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Bạn nào? Có một nơi gọi là Bali đấy. Wow, awesome. Ôi, con người ở Bali cũng dễ thương đấy chứ. Oh my god. Mình chưa đến đó nhưng mà mình gặp mấy người ở Bali đấy. Hay lắm bạn ơi. Cả trai lẫn gái. Anyway. Vậy liên quan gì nhỉ? Liên quan chứ. Ở Indonesia rất là nhiều rừng bạn nhé. Nhưng mà có một chuyện gì đó không tốt xảy ra với những cánh rừng ở Indonesia, những cái rainforest ở đó. Thì ok, let's figure it out. Xem nha. Thì câu chuyện là bắt đầu từ nước Mỹ. Anyway, có một cái nhà sản xuất sợi 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 sản xuất vải ấy, fabric ấy, gọi là viscose. Việt Nam chắc là quá quen với cái tên viscose này rồi, nhất là những anh chị nào mà thích may quần áo đấy hoặc là mấy ông sản xuất về ngành may mặc ấy thì Visco là một cái thương hiệu khá lớn á, bởi vì tí nữa sẽ biết. Ok, fabric. Ok, fabric là sợi sợi vải ấy. In fashion. À, trong những cái t-shirt, fashion t-shirt là những cái áo t-shirt, áo áo phông ấy, rất hợp thời trang này. Sportswear, những cái đồ thể thao đó. Và vấn đề là Visco đã cho ra đời một cái sản phẩm gọi là Renewable Cheese. Ui,
Từ này hơi lạ nhé. Lần đầu tiên mình nghe nói renewable cheese luôn. Mình hiểu, ok. Ngày trước mình nói là renewable energy, tức là năng lượng có thể tái tạo được đúng không? Như kiểu năng lượng mặt trời này, wind này, solar energy, wind farm này, hoặc là like something like that. Bây giờ nói là renewable trees thì tại sao nhỉ? Tí nữa sẽ biết. Có nghĩa là người ta sẽ dùng gỗ đấy, gỗ từ những cái cây đấy để làm những cái sợi vải này. Ok. Yeah. Thì người ta nói là sẽ rất là thân thiện với môi trường này, nó sẽ rất là thoải mái này, nhưng mà bạn biết vấn đề là đâu không? Vấn đề lớn nhất của nó là rẻ. Rẻ vô cùng rẻ bạn ạ. Nên là người ta mới sử dụng renewable chỉ. Nếu mà nó đắt thì hơi khó. Anyway, đó là vấn đề bạn nhé. Thì Visco Fabric marketed as eco-friendly, đó, rất là thân thiện môi trường, là eco-friendly because it comes from renewable chi. Ok, rồi you read nhé, tí nữa giải thích tiếp. Visco fabric, đấy, in fashion t-shirt, sportwear, marketed as eco-friendly because it comes from renewable trees. Alright, let's go. Đi nhá. Thì đây ạ. Hãy gặp một nhà gọi là... Ok. But when they're meant... Fashion, t-shirts, sportswear, and dresses. Marketed as eco-friendly because it comes from renewable trees. Đó. Bạn nghe nói giọng ai không? Biết cô nào đấy không nhỉ? Ai đây? Stephanie goes. Woo! Chị này cũng rất là hay đấy. Anyway. Đó, và chị nói là come from renewable trees, đấy. Right? Okay, tiếp nhá. But environmental geographer Ruth DeFries explains. Okay. Environmentals that to make weight t-shirts, sportswear and dresses marketed as eco-friendly because it comes from renewable trees. But environmental geographer Ruth Okay, chị là environmental geographer. Wow, một cái nhà địa lý môi trường học. Ok, anyway. Environmental geographer Ruth. À, cô ấy tên là Ruth bạn nhé. Cô này tên là Ruth. Ok. Job của cô ấy là environmental geographer. Ok. Geographer. Đây. Đó, job của cô ấy. Đố bạn biết là gì đấy. Ok. Thì cô ấy nói là he explains that to make way for the tree farms that provide much of the world's viscose, vast stretches that have one single tree species, vast stretches of rainforest were cut down. If you fly over, say, Southeast Asia, you will... If you fly over, say, Southeast Asia, if you fly over Southeast Asia, nếu mà bạn bay ở trên trên những cái khu vực ở Đông Nam Á đấy, Southeast Asia, trong đó có Việt Nam luôn đấy. See these vast plantations. You will see the vast plantation. Bạn sẽ thấy bạt ngàn những cái plantation. Ôi, plantation là gì vậy? Ôi, đọc rồi tính tiếp. Single tree species in. Ok. Cô giải thích luôn là that have one single tree species. Nó có chỉ có một loại cây thôi ạ. Tức là plantation đấy. Vẫn là nơi trồng cây nhưng mà chỉ có một loại cây duy nhất thôi. Tức là trồng với mục đích để khai thác ấy. Yeah. Ok, thì đó gọi là plantation. Ok. Ví dụ như đây này.
only one plant, one species. Yeah, đó, plantation đó bạn ạ. Ok, thì nhớ nha, plantation không phải là rainforest đâu nha. Ok, lúc này. And that's a very, very different from a diverse rainforest which has millions of species and... Được không? And it's very different from... Và nó rất là khác từ cái gọi là diverse rainforest, những cái cánh rừng mưa mà diverse là những cái đa dạng đấy, đa dạng có nhiều loài đấy, nhiều thực vật, nhiều động vật đấy thì gọi là diverse. Thực ra diverse chính là như gọi là viết tắt của là diversity, ấy. Diversity thì là diverse rainforest, which have millions of species. Cái mà có hàng triệu loài sinh vật, bạn thấy không? Như vậy, bạn có muốn plantation thay thế bằng rainforest không ạ? Chúng không thể thay thế cho nhau được, bởi vì chúng khác nhau hoàn toàn bạn ạ. Người ta xóa sổ rainforest để tạo nên những plantation nơi mà chỉ có only one species of plant, chỉ có một loài cây duy nhất thôi. Đó, nên là mình mong rằng các bạn trẻ, các bạn không trẻ mà các bạn già có xem cái clip này thì hãy tỉnh ngộ khi mà nếu ai đó đang hiểu lầm về cái gọi là rainforest và plantation thì đó là sự thật bạn ạ. Đó là sự mất mát. Ok. Thôi bây giờ mình đọc nhá. Ruth. Ok, từ từ đã. Ruth, environmental geographer. Environmental geographer. If you flied over Southeast Asia, you would see the vast, vast plantations. And that is very different from diverse rainforest, which have millions of species. Ui, bạn biết mình ước gì không? Mình ước gì có thể đi theo để làm việc hoặc là hỗ trợ hoặc là đi theo đấy, chỉ cần là bám theo đuôi đấy cái cô này để học đấy. Ui, những nhà môi trường học, những nhà rất là thú vị đấy, mình rất là thích công việc này, nghiên cứu này, xong rồi để cứu thế giới đấy, xong rồi thu thập thông tin, điều tra này. Oh my gosh, nói chung là cũng nguy hiểm đấy bạn ạ. Không phải điều tra là đơn giản đâu, nếu mà điều tra ví dụ vào cái thấy không, ở chỗ nguy hiểm đấy, mình có khả năng bị nguy hiểm lắm bạn nhá. Anyway, đó là plantation nha. Thì NBC đã điều tra rằng cái khu vực mà họ nhận thấy ở Indonesia đấy, thì the boss, ông chủ lớn nhất của việc hủy diệt, trồng và khai thác mấy cái plantation này là RGE Group, tập đoàn RGE, ok. Thì nó là tập đoàn A Global Industrial, một tập đoàn công nghiệp toàn cầu đấy. A Global Industrial Group, một cái tập đoàn công nghiệp toàn cầu. One of the biggest player. Một trong những người chơi lớn nhất trong cái vụ này. Đây là một cách nói rất là hay nhé. One of the biggest player. Và khi mà có một cái vụ việc nào đó xảy ra đấy thì người ta gọi những cái người tham gia vụ việc đó đấy gọi là player, giống như một trận đấu, một trận game vậy. Player. Yeah, that's the point. Đây là cái khu chế xuất của họ này. Đấy. Đấy, những cái bộ quần áo sẽ được chuyển từ gỗ sang vải nhờ có những cái khu như thế này này. Ôi bạn ơi, còn để nói mà cái hóa chất họ sử dụng để diệt vải đấy thì thôi rồi. Rồi là nếu mà cư dân sống quanh cái khu này này, nếu mà cư dân ấy, khả năng ung thư hết làng luôn ấy. Đó là sự thật. Anyway, you read nhé. One of the biggest player is RGE, a global industrial group. RGE có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là gì? Royal cái gì? Eagle ấy. À đây. Royal Golden Eagle, tức là chú đại bàng vàng trung thành. Ok. Royal Golden Eagle. Đó.
tên cũng khá là hay ho đấy. Đó, để bên trong này, bên trong một cái tượng trưng thôi nhá. Bên trong cái khu dệt vải đấy, cái khu họ sẽ làm những tấm vải, sau đó từ những tấm vải đó công nhân sẽ cắt ra, sẽ may thành những bộ quần áo cho chúng ta, giày nữa, dép nữa, với các kiểu, tóm lại là đồ may mặc. Thì cái nhà này gọi là, không biết có phải là Garment Factory không? Máy dệt đấy, Garment Factory. Anyway, tiếp này. Và MAC đã điều tra ra rằng dây supply họ cung cấp cho nhìn có biết đấy, to a hopes company, rồi dây supply này Adidas, Crombie and Fitch, and Abercrombie and Fitch, Spree. rồi and Spirit, Spirit. According to an NBC news, is Royal Golden Eagle, RGE, a global industrial group. They've supplied viscose to a host of companies, including Adidas, Abercrombie and Fitch, and Esprit. Rồi. Tức là okay, look. Is Royal Golden Eagle, RGE, a global industrial group. The renewable plantations that underpin Fitch and Esprit, according to an NBC News review of corporate disclosures, not by viscose to a host of companies, including Adidas. Okay. Supply visco. À, họ supply cho Disco này, xong rồi họ supply cho Adidas, Abercrombie and Fitch. Toàn ở Mỹ cả bạn ạ. Và Spirit. Ui, cái từ này hơi khó đọc nhỉ. Nhưng mà thực sự nó đọc là, nó sẽ viết là, tại vì cái cách mà họ gọi là typography đấy. Ui, nếu mà bạn nào có thời gian học typography đấy, nghệ thuật luôn. Spirit. Đó, nói chuyện của nó sẽ viết như vậy. Spirit. Ok. Mặc dù nó sẽ nghệ thuật hóa lên. Tiếp tục này. Abercrombie and Fitch and Esprit, according to an NBC News review. Spirit. Rồi. Of course pledged to some clearing earth rise. He analyzed some clearing of the rainforest may have continued. Edward Boyda is a physicist and co-founder of the environmental research NGO Earthrise. He Ok. analyzed. Có một cái dự án ấy, có một cái project ấy gọi là Environmental Research NGO như gọi là ngô ấy nhỉ. Dự án nhé, là tên của nó là Earthrise. Nó education này. Thì nó đã follow cái vụ này bạn. Nó follow cái vụ này, cái mấy cái rainforest ở Indonesia này. Đây là kết quả. Images for an area totaling 4,200 square miles, controlled by companies that supply wood for RGE's viscose. Đó, RGE Visco. Ui, tag luôn cả tên RGE Visco nữa chứ. Ghê chưa? Ok, thì RGE Visco. Ui, RGE Visco. Anyway. Ui, chơi cái này là chơi hơi lớn rồi đấy. Rồi, you read nhé. They supervise, họ giám sát đấy, một cái vùng đất đấy. 4,200 square mile. Square mile là dặm vuông, như kiểu là km vuông ấy. Thì đây là square mile. Ok. Control by, thì những cái vùng đất này được kiểm soát bởi company, bởi những cái công ty that supply, những cái công ty mà cung cấp gỗ cho RGE Visco đấy. Trời, đó, điều tra ghê luôn. Ôi, you read nhỉ. Ok. Projects of Earthrise Education Environmental Research NGO. Nhiều NGO không phải là ngô đâu nha. They supervise totaling
Totally. Ê, trời ơi, sai chính tả nè. Totally mà. Totally. Hoàn toàn đúng không? Yeah. An area of 4,200. Đấy, mình không đọc 4,200 mà là mình đọc 4,200 bạn ạ. Square miles. Ồ, hình như đọc cái kiểu đấy nhanh hơn mà lại dễ chịu hơn thì phải. Thay vì bạn đọc 4,200, bạn lại đọc 4,200. Bam! So cool! Square miles. Ồ, người Mỹ hay đấy. I love you. Rồi. Controlled by companies like, no, that supply wood for RGE, Visco, wood là gỗ mà nha. Đây này, wood đây này, trời ơi. Bóng ai bảo, wood là cái gì? Đây, wood đây, trời ơi. Tí nữa có hẳn một xe chở gỗ luôn. Ui, đây, wood đây, trời, wood đó. Rồi, ok, quay lại nha. Đi xa quá. Thì ok, họ đã tiến hành chụp những cái bức ảnh vệ tinh, cái satellite image. Thì đây bạn nhìn không, trước này và sau. Ok, before and then. Bây giờ mình sẽ lại before then. Mỗi bức này còn bình thường nhé, bạn nhìn đây, before 2005 nhé, then 2017, bam, bạn thấy chưa? Thực ra không phải vấn đề là bạn sẽ hỏi là tại sao đây lại là màu vàng mà không phải là màu xanh. Thực ra nếu mà nó mà là màu xanh đấy thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vì đó là plantation bạn. Có nghĩa là cái chỗ này đương nhiên rất sớm nó sẽ chuyển sang màu xanh giống như thế này. Nhưng mà màu xanh đó là của plantation. No. Plantation viết nào nhỉ? I'm sorry. Màu xanh đó là của plantation. Không phải là của rainforest bạn nhé. Không phải là của rainforest. Của rainforest viết nào nhỉ? Đúng viết thế đấy. Anyway. Rồi nhé, cái này khác nhau nhé. Khác nhau ghê gớm luôn ạ. Khác nhau nào mình đã giải thích rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giải thích cái được gọi là renewable tree là gì. Thì theo ý hiểu của mình ấy, mà chính xác nó lại là như vậy. Renewable tree nghĩa là gì ạ? Renewable tree product là những sản phẩm của từ renewable tree, có nghĩa là những cái cây này được cắt đi ở một mảnh đất ấy, nhưng mà ngay sau đó đấy sẽ được trồng lại những cái cây mới, tức là cây đấy sẽ được mọc đi mọc lại đấy, đó, tái tạo đấy. Đó, ok, hiểu. Bây giờ bạn đã hiểu thế nào renewable tree chưa? Tức là bạn, họ sẽ harvesting, họ sẽ khai thác, họ sẽ thu hoạch này, sau đó họ sẽ replanting, sau đó họ sẽ trồng lại. Đó, thì gọi là renewable trees, những cái cây được tái tạo. Anyway, không thể dịch như thế được đúng không? Yeah, so you read nhỉ? Quay một cái chân các bạn đọc chưa nhỉ? Chưa đọc đúng không? Đọc nhé. Ok, you read nhé. Projects Earth Rise, Education, Environmental Research, NGO. They supervise totally an area of 4,200 square miles, controlled by companies that supply wood for RGE Visco. Anyway, before, then, có thể là after cũng được bạn ạ. After 2015-2017 plantation rainforest harvesting, đây harvesting là chặt cây rồi đấy, replanting trồng mới nè. Thì họ
trả lời như sau. Khi mà được hỏi đấy, thì Visco trả lời như sau. Để xem mà chị Stephanie nói gì. Identified by Boyda had no deforestation, but rather normal legal plantation harvesting and replanting and small-scale community agriculture. Đó, bà nói là these are clearly not activities involving the deforestation of intact forests, but are in fact linked to the normal legal plantation harvesting and replanting and small-scale community agriculture. Họ nói là ok, này không không rõ những hoạt động không, these are clearly not activity of involving the, đây rõ ràng không phải là những hoạt động phá rừng, deforestation. Đó, deforestation là phá rừng nha. Đó, hoặc là ảnh hưởng đến cái cánh rừng đó. Nhưng thực sự đấy, in fact, nó lại liên quan đến việc normal legal plantation harvesting, nó là thu hoạch những cái lâm trường ấy. Ở cái plantation bạn cũng có thể dịch là lâm trường một cách bình thường và hợp pháp. Normal là bình thường, legal là pháp. And replanting và trồng mới đấy, thu hoạch và trồng mới. Yeah. And small scale và rất và những cái khu vực nhỏ và những cái khu vực nhỏ hơn là community agriculture. Agriculture là những cái khu nông nghiệp của cộng đồng địa phương đấy, community agriculture. Wow. Đó, giải thích. Thực ra họ giải thích thế cũng đúng thôi, bởi vì chính phủ Indonesia cho phép họ mà. Ok, anyway. Nhưng mà việc họ làm đấy thì họ sẽ tự biết là tốt hay không tốt cho những cánh rừng, đúng không? Ok, you read nha. These are clearly not activities involving the deforestation of intact forest, but are in fact linked to the normal legal plantation harvesting and replanting and small-scale community agriculture. Yeah. Có những từ hơi dài khó đọc, nhưng bạn đọc từ từ nhé, không phải đọc nhanh như vậy đâu, đọc từ từ từng từ một. Ok, tiếp đến này. Tiếp tục họ nói tiếp nhé. The Chi Cover Loss là tên một tổ chức đấy. Khi mà họ viết hoa thì bạn phải chú ý nhé. The Chi Cover Loss detected, đã khám phá ra, đã điều tra ra là consists of mixed areas that have been encroached and damaged by third parties or some cases as a result of error in remote sensing algorithm due to local condition. Ở đây mình sẽ chú ý đến thông tin là third party, bên thứ ba này. Error remote. À. Ok, bên thứ ba có nghĩa là gì ạ? Bên thứ ba là kia. Bạn là một cái ông chủ mua hàng đấy. Bạn sẽ mua của một nhà A, xong đấy nhà A không có đấy. Sẽ đến mua của một nhà B. Đó, thì bên B này sẽ cung cấp cho bên A, sau đó sẽ đưa cho bạn là ông chủ. Thì B ấy, chính là third party. Mình giải thích như vậy thôi. Ok, ok, ok. Thì trong đoạn này chỉ giải thích từ này thôi. Tiếp nhé. Đây là một khoang cảnh ở đây. Đây chính là plantation bạn nhé. Đúng một loại cây duy nhất. Only one species of plant. Đó, đây là một người dân địa phương này. Đây anh bà gì nhé? Listen nhé. The company acknowledged and says there have been fires and flooding ever since the surrounding rainforest was destroyed in the years leading up to 2015. It used to be easy to hunt pigs for food, he told us. Not anymore. Đó, anh nói bằng tiếng Indonesia đấy. Anh nói là it used to be easy to hunt pigs for food. Not anymore. Yeah. Anh nói là ngày trước ấy thì rất là dễ để săn heo đấy, để mang về ăn đấy. Nhưng bây giờ thì không chút không có, không 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 còn nữa.
không như thế nữa. Đó thì bạn ở trong này lại used to này. À, đây là một cái gọi là cái cụm từ đấy, phrase ấy, dùng chuyên dùng để trong từ thì past simple quá khứ đơn đấy, used to. Be easy là tính từ này và linking word. Rồi, đúng rồi đấy, to hunt để săn heo, những con heo đúng không? Ok, thôi you read nhé. It used to be easy to hunt pigs for food, not anymore. Ok, không còn nữa. Quay trở về Mỹ. Back to the US. Back in the US, concerns about the environment have driven some fashion brands to find alternatives to viscose. Okay. Thì những người như cái chị này này thì người ta muốn là to find an alternative to viscose, sẽ tìm một cái nguồn hàng khác đấy, một cái lựa chọn khác, alternative to viscose, với cái đang sử dụng là viscose, tìm một cái khác, alternative to viscose. Ok, không chọn viscose nữa mà là một cái nào đó khác, một sự lựa chọn khác là alternative. Ok, you read nhé. Back in the US. Khổ quá, back in, back to. Rồi, back in thì back in. Nóng này, ok. Now, you read nhé. Back in the US to find alternative to Visco. Ok. Đó, chị giới thiệu luôn này. Hoffman's made the decision to move away from Visco. Rồi đấy, mình nói chuyện là move away. Chuyển đi thôi. Đó, không mua vải của Visco nữa. Move away. Chuyển. Next, move away. Dana Davis is vice president of sustainability for the designer Mara Hoffman. This is made from 100% recycled cotton. Đấy, cái này. Like this is made from 100% recycled cotton. Là 100% recycled cotton, có lẽ là mấy cái vải cũ đấy mà ông các bà các chị làm nào mà hiểu, cho vào nồi nấu lại đấy, xong rồi dệt thành mấy tấm này. Ok, cool, hay nhỉ. Và mấy cái quần áo cũ đấy, vải cũ ấy, tất cả những đồ vải cũ đấy họ sẽ tái chế lại và sản xuất vải mới. Yo, đẹp đấy. Ok, you read nhé. Back in the US to find alternative to visco, move away. Đó, thì cả cái cụm từ này nó có thể bằng với lại move away. Viết tiếp nhé. 100% recycled cotton. Cotton là vải cotton đấy. Tiếp nhé. Oh wow, so this was something else before it became these pants. Okay. Oh wow, so this was something else. Oh, thật à? Vậy là những cái thứ này đã là những cái gì đó khác. À, tức là ý của chị Stephanie trong trường này là thì tức là trước khi chúng được trở thành những cái quần này đấy, this pen ấy, thì chúng đã là một cái gì đó khác. Được tái chế lại, được nấu lại, được may lại thành cái này. Đó, ý của câu này. Nhưng lại là nhớ khi nào mà sử dụng mấy cái thì ở trong tiếng Anh ấy, hiện tại, quá khứ này hoặc là gì đó, bạn hãy liên tưởng và bạn hãy tưởng tượng đến tình huống. Oh, so, well, so this was something else before this pants. Đó, ok, cool. Nó rất là có lý đấy ạ. Ok, thử lúc này. Exactly. The reality is for most shoppers, there's such an enormous disconnect from grabbing something off the rack to the rainforests and Nó rất thật là sự khác biệt đấy. Thực ra cái này đến từ nhiều cái người mua quần áo đấy, các anh chị đi shopping quần áo này. Thực ra rất là khác biệt đấy, từ việc đến và chọn lấy những cái quần áo từ những cái giá treo này đấy, đến việc những cánh dùng mưa nhiệt đới đấy thì yeah, I think that's with most things that people do, right? They don't stop to really think through
where that might come from. Where it comes from. Where did it come from? Where did it come from? Where did it come from? Ôi trời ơi, lại sai chính tả nữa nè. Where it come from? Trời ơi. Nó là hơi... Where it come from? Nó đến từ đâu? Where it come from? Là big, big question cho chúng ta đấy. Where it come from? Khi mua bất cứ sản phẩm sử dụng nó đấy, bạn hãy đặt câu hỏi là where it come from? Nó đến từ đâu ạ? Đến từ đó không phải là sản xuất ở đâu, mà là họ lấy những cái raw material ở đâu đấy, và nó có làm hại gì cho người nào hay là cho thế giới hay không. Thì đó là một cái next level của shopper chúng ta đấy. Hơn là quan tâm đến giá trị của chúng nó, mà quan tâm đến nhiều giá trị hơn nữa. Đó, ok. Đấy, lên lời khuyên, chắc là lời khuyên của Stephanie ở đây là be smart shopper, then save the rainforest. Hãy trở thành người mua sắm thông minh, và sau đó bạn sẽ cứu những cánh rừng mưa. Oh, nghe thật là chân lý đúng không? Anyway, khó lắm đấy. You read nhé. Where it come from? Be smart shopper, then save the rainforest. Ah, bam, you made it. Ok, như đã nói hôm qua, thì hôm nay chính là ngày mà bác Bob Dole này sẽ được tổ chức một cái memorial service. Hoặc là bạn có thể nói là funeral service, là đám tang đấy ạ. Tại National Cathedral, nhà thờ quốc gia. Yeah. National Cathedral. Ôi, chỗ này đẹp lắm bạn nhỉ. Hãy nhớ nhé, ai đến thăm Washington đấy, nhớ đến thăm National Cathedral. Đẹp lắm đấy. Rồi, bạn đọc nhé. Honoring Bob Dole. Bob Dole honor at funeral service. Ở đây là National Cathedral. Đâu nghe cái đầu này. National Cathedral. Đố bạn nào viết được ra đấy. Next. Ê, hôm nay một từ rất đặc biệt nhé. Đố các bạn, cô này là ai này? Who is she? Gợi ý này, từ đầu tiên là S. 1, 2, 3, 4, hết giờ. Savannah Guthrie. Savannah Guthrie. Guthrie. Đó, chị ấy là Savannah Guthrie, là một member của NBC đấy bạn ơi. Savannah. Thì ở đây đây là có thể là người nhà, có thể là bạn ấy của gia đình nên đến là phát biểu. Ok. Nhưng mà bạn nhìn này. Bác ấy rất là hay nhá. Bạn biết những cái này gọi là gì không? Cái này gọi là memorial, gọi là World War II memorial. Như là đài tưởng niệm thế chiến thứ hai đấy. Như Missouri này, Alabama này, Mississippi này, có tất cả những cái bang ở đó đấy, tưởng nhị những người đã hy sinh đấy. Đó. Thì vấn đề là chính Bob Dole này là những người có công rất là lớn về việc xây dựng, xúc tiến xây dựng cái tượng đài này. Thì my God. Bob Dole, House Senator, and at Washington's National. Bob to be a man of principle. A story. His casket then driven to the World War II memorial he helped create. Đó, the World War II memorial he helped create. The World War II memorial he helped create. A memorial to peace, he said, and to the half million soldiers unlike him who did. Bạn nghe anh này nhé. Anh ấy thổi cái kèn gọi là kèn trumpet ấy. Not return. He was never able to make an acquaintance. Get of an old friend. But we know. Flying home to Kansas. But we know. Taps is now. Wow, cái nghi lễ này đấy. Wow, ok, anyway. Ok, bạn đọc nhé. World War II Memorial. He helped create. Ok. Yeah. Nhớ đến thăm khu này nữa nhé. Khu này này. Ê, khu này ở đâu nhỉ? Cũng ở Washington luôn. Đúng rồi, chắc chắn như vậy đấy. Chắc chắn 100% luôn. Đó.
for the soldier of America. But we know, as long as we see each other not at... Biết ai nói đây không? Joe Biden. To enemies, but as neighbors and colleagues, and taps will never sound for Bob Dole. Tonight, an American patriot flying home to Kansas. Okay. Ôi, câu này rất là cảm động nhé. Tối nay, một người Mỹ yêu nước sẽ bay về nhà ở Kansas. Ok, họ sẽ chở ông ấy về Kansas để chôn cất đấy. Sau khi cái funeral service ở Washington. Ok, ông bạn bắt đầu nhé. Tonight, an American patriot flying home to Kansas. Ok. Ok, yeah. Tiếp tục nhé. Andrea Mitchell. Finally, the holiday lights display inspired by a classic Christmas movie. Hôm nay lại có một cái người nữa là làm những cái đèn để thắp sáng Giáng sinh đấy. Like Christmas đấy. Nhưng mà lại dựa trên bộ phim bạn ạ. Cái bộ phim đó chính là người ta gọi là Classic Christmas Movie, nghĩa là một bộ phim rất là cổ điển đấy, về Giáng sinh đấy. Gọi là, tên của nó là Let There Be Light. Ui, hãy thắp sáng lên. Let There Be Light. Thắp sáng lên nào. Let There Be Light. Ui. Xong cái vụ này chắc chắn mình phải xem thử bộ phim này, chắc là hay lắm đây. Ok, you read nhé. Classic Christmas Movie Let There Be Light. Yeah. Thì đây chính là nhân vật mà sẽ tạo nên cái này. Okay. Yeah. Anh ấy nói là anh ấy là one of I'm actually one of the biggest collectors, một là những người sưu tập lớn nhất on earth on planet, trên thế giới đấy. Of this movie, về cái bộ phim này đấy. Ui, tại sao nói vậy? Ui, tại vì ông ấy đã sưu tập hẳn một cái cop car từ bộ phim nhé. Trời ơi, nhớ nhé. Cái car này là dùng để đóng bộ phim đó luôn đấy. Mua luôn cái này về để sưu tập. Trời ơi, sau đó ông còn sưu tập cái motorhome nữa. Nghĩa là cái nhà mà có động cơ đi được ấy, gọi là motorhome. Nhà di động ấy. Ok, hay không? Đó, chính là câu nói là I'm actually one of the biggest collectors on the planet of this movie. Đúng thật đấy. Ok, you read nhé. I'm actually one of the biggest collectors on Earth, on planet of this movie. Ok. Motorhome. Cop car. Cop car là như là police car đấy. Gọi là cop car. Cop car. Yeah. Đấy, bạn thấy đẹp không? Hơi bị đẹp luôn. Với cảnh sát này. Đó. Chắc phim này cũng hay lắm đấy bạn ạ. Sẽ xem. So I have visitors started leaving donations to help that has prevailed. And we're gonna have the happiest Christmas. We're gonna happiest Christmas. Không nhỉ? Ồ, oh, wow. Được đấy, bộ phim này rất là hay bạn nha. Ok. Rồi, bản tin hôm nay. Ôi, rồi ở đây. Có lẽ mình phải kết thúc để ăn gì đó. Hơi đói rồi. You know, ok, thank you. Và chúc mừng Giáng sinh. Merry Christmas. Yeah, bye bye.